Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì ngày hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây là thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nha bà con. Và cái con đường này là con đường bao thị trấn. Hướng này bà con mình đây đi ra ngoài có 100m là mình tới đường Đặng Văn Sơn. Bà con mình quẹo trái là ngay về ngay vòng xoay, ngay trung tâm hành chính tỉnh, hành chính huyện, cũng như là chợ đầy đủ tiện ích khu vực này. Trong bán kính chỉ có 500m là bà con mình có nào là chợ, trung tâm hành chính, bưu điện, bách hóa xanh, điện máy xanh đầy đủ hết luôn nha bà con. Và ngay vị trí này, con đường này có lộ giới tới 22m. Bà con thấy hấp dẫn chưa? Và kế bên đây chúng ta sẽ có, đây là nhà văn hóa thể thao huyện Bến Cầu, phía sau cái bất động sản mà em Hậu muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình luôn. Ở đây nhà mình có số nhà sẵn luôn nha bà con, 570 khu phố 1 thị trấn Bến Cầu. Mặt tiền này chúng ta sẽ có tới là 15m6, chiều dài 30m hơn luôn đó. Bà con mình thấy cái bất động sản hấp dẫn chưa, mà full thổ cư luôn nha, 100% là đất thổ cư luôn. Hàng rào là xây là kiên cố hết luôn nè, có mái hiên mái che đưa ra cho bà con mình, ranh móc rõ ràng. Bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 để em Hậu hỗ trợ bà con mình đi xem nha. Ngay vị trí này là cái bờ tường này sẽ được đổ dài qua đây, qua có luôn cái hàng cao bên đây tặng cho bà con mình luôn nè. Nó cao vua nè bà con, nguyên một hàng cao này và bà con mình thấy là thấy chất lượng rồi đúng không ạ? Hệ thống thoát nước là đã có lắp sẵn rồi, nước ở đây là mà chúng ta sử dụng nước máy luôn nha. Đó, bây giờ mời bà con mình vô phía trong mình xem cái nhà này có gì hấp dẫn cho bà con mình. Đó, cửa bốn cánh, sân bà con để ô tô thoải mái, nhà thiết kế chữ L rất là rộng ở đây. Đó, ở đây là cái khuôn viên gian chính ở trước, nhà xây rất là kiên cố nha bà con. Đấy, căn này thì xây hơi lâu rồi, anh chủ á có chia sẻ với em là căn này hồi xưa là mua trực tiếp của bên nhà văn hóa luôn á, nhưng mà bây giờ do là dư dùng không có nhu cầu đó, nên anh chủ gửi lại cho bà con nào ai có nhu cầu mà mình muốn tìm một cái bất động sản mà ngay thị trấn Bến Cầu có thể kinh doanh, có thể mua bán được, có thể đầu tư được, thì có ai bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ đến em nha. Nhà mình phía trước này, cái khuôn viên này nè bà con, 5m4 luôn á, cửa là 6 cánh nè, trần đây là cao lắm đó bà con mình thấy không. Cái gì gạch này là bà con mình nhìn là bà con biết rồi đúng không ạ? Này, cái phòng thờ cực kỳ rộng khu vực này, cửa sổ là hai cánh hai bên đó, cửa là bốn cánh mở ra luôn, khung sắt. Khu vực này bà con thấy không ạ? Rất là rộng, với diện tích là ngang là 5m4 luôn à. Và cái lối đi này là lỡ đằng sau sẽ có hai cái phòng ngủ khu vực này cho bà con mình à. Ở đây là có hai phòng ngủ, mình có cái chữ L nữa nha. Này, hai cái phòng ngủ đây, phòng nào cũng có cửa sổ hết trơn cho bà con mình luôn. Trần ở đây đó là sử dụng là tôn lạnh nha, đó tôn lạnh luôn bà con. Vị trí này là cái khu vực chữ L phía sau nè đó, bà con mình thấy một cái khuôn viên cực kỳ rộng ngay vị trí này. Đấy, khuôn viên rất là rộng đúng không ạ? Đó, có cửa bên hông luôn nha. Đây, bên này á, chúng ta sẽ ở phía sau này sẽ có hai cái cửa sau cho bà con mình. Đó, có mấy cái tủ nhỏ nhỏ này để đựng đồ. Bên đây cái cửa, một cái cửa là phía sau. Bên đây có một cái nữa. Đó, nhà thì cơ bản là đầy đủ công năng cho bà con mình. Đó, khu vực sân sau nè, bà con mình thấy. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây, bồn nước có sẵn hết luôn. Bà con mình vừa làm sân phơi ở đây cũng ok nữa, đúng không ạ? Đấy, bên đây á thì mình lại có một cái sân nắng, sân cỏ. Còn nhà tắm, nhà vệ sinh là có cái bách ngăn ở đây nè. À, bà con mình thấy không? Ở đây mà ai cái khu vực này nè bà con, ai mình làm quán ăn này kia nọ thì bà con mình sẽ có một cái không gian cái này, có nhà tắm, nhà vệ sinh ở phía sau, dễ sinh hoạt luôn. Nó bờ tường bà con mình thấy nè, có sẵn hết rồi. Nhà kế bên này á là chú này ông cũng đã làm bờ tường sẵn rồi đó. Ai thích cỏ không ạ? Cỏ cái khu vực này nè bà con, nó có lối đi, có mấy cái miếng gạch này để mình làm lối đi nữa nè. Bờ tường là cao nè. Nó cái khu vực này bà con nào ai mà mình muốn buôn bán gì đó, mình làm một số cái bàn chòi nhỏ nhỏ ở đây, còn không mình để cho nó đẹp nha.
có hàng cao vua ở đây là tuyệt vời luôn. Bên đây thì ngoài đó thì cỏ, còn trong đây là có trám xi măng sẵn cho bà con nè. Đây. Với một cái vị trí ngay chỗ thị trấn Bến Cầu, một cái bất động sản 100% thổ cư, ngang á, là 15,5 m. Đó. Bà con mình thấy cái bất động sản này như thế nào à? Ai quan tâm có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tân Ninh ha. Đây, bây giờ em Hậu xin gửi đến bà con mình cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này, để bà con mình sẽ có một cái nhìn tổng quan bao quát hơn về bất động sản của mình ha. Ở đây là thửa đất á, là 169 m, thửa đất là số 169, tờ bản đồ số 36, khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 449,5 m² và đất ở đô thị. Hết luôn nha bà con. Đây, cái đường ở trước của mình là đường bao thị trấn nè, đường nhựa nè. Thì từ cái tiêm đường hiện trạng qua mỗi bên là 11 m. Nó coi như là lộ giới mình 20 m. Đất mình á, là ngang ở trước là 15,69 m. Ở đằng sau là 16 m. Và chiều dài là 28,75 m. Đó, bà con mình thấy như thế nào ạ? Quay về hướng Tây luôn nha bà con, tránh Tây. Thì với một cái bất động sản như vậy, với mức giá là 6,5 tỷ, 6,5 tỷ hết cho toàn bộ nhà và đất, đất 100% là đất thổ cư và thuộc thị trấn Bến Cầu. Bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 nha. Đó, thì ai quan tâm liên hệ đến em để em có thể hỗ trợ bà con mình nha bà con. Và cái hướng này là đi ra thị trấn, đi ra ngay vòng xoay. Thì bây giờ á, em Hậu sẽ mời bà con mình xem cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản này, và sau đó mình sẽ đi ra ngoài để mình coi coi cái đường xá này nó thông thương như thế nào. Từ đây bà con mình về Gò Dầu cũng gần, về trung tâm thành phố Tây Ninh cũng gần, ra cửa khẩu là sát bên. Về thành phố Hồ Chí Minh thì cách đây á chỉ có là khoảng là 60 km thôi. Bà con nào quan tâm liên hệ ha, 0839 666 736. Xin cảm ơn bà con. Bà con mình đang xem đây là kế hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta thuộc thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu đến năm 2030. Và ngay vị trí này bà con mình thấy là trung tâm của huyện Bến Cầu luôn nha bà con. Ngay dòng xây Bến Cầu. Thì cái hướng này là ngay cái dòng xây của chúng ta nè. Trạm y tế thì sát bên. Đó, hội đồng nhân dân, ngân hàng là kế bên đây. Còn ngay chỗ này chúng ta là sân vận động đó của huyện Bến Cầu. Còn cái bất động sản của chúng ta là nằm trên một cái con đường rất là lớn nè. Đó, đâu đích đây là sân vận động nha bà con. Mình đi cái hướng này là ra ngay chợ nè. Đó, bà con thấy không? Ngay chợ của thị trấn Bến Cầu, như là huyện Bến Cầu. Phòng tài nguyên đó là cũng nằm ngay vị trí này. Bà con mình đi hướng này là sẽ đi ra cửa khẩu Một Bài nè. Đó, quy hoạch rất là đẹp ở ngay cái khu vực này nha bà con. Và bà con đi hướng ngược lại á, thì chúng ta sẽ đi về cầu Bến Đình, để bà con mình đi ra đường quốc lộ 22B. Để một hướng là chúng ta có thể về thành phố Hồ Chí Minh, một hướng là về thành phố Tây Ninh nha. Còn mình đi hướng này là về Gò Dầu nè bà con. Đó, rất là thuận tiện và quy hoạch rất là nhiều. Khu vực ở đây bà con mình thấy nè, đất ít KK rất là nhiều ha. Và kể cả đây là gần cửa khẩu quốc tế nữa, nên bà con mình kinh doanh mua bán thì cũng rất là thuận tiện. Còn bất động sản mình á, là có một cái nhà rộng rãi, bà con mình kinh doanh cái gì cũng được. Và đây là cái con đường mà dẫn cho bà con mình sẽ đi ra ngoài vòng xoay Bến Cầu cũng như là chợ Bến Cầu nha bà con. Đây, cái đường này là cái đường bao thị trấn. Thì tới đây bà con mình quẹo trái á, là mình sẽ ra cái đường DT786 để dẫn cho bà con mình về thành phố Tây Ninh được luôn. Đó. Và ngay chỗ vị trí này bà con mình thấy dân cư ở đây rất là nhiều đúng không ạ? À? Đường rộng rãi. Đó. Đi hướng nào cũng thuận tiện cho bà con mình hết. Thì đối với bà con nào đang tìm một cái bất động sản mà ngay thị trấn Bến Cầu để mà định cư an cư lạc nghiệp, thì đây một cái bất động sản mà có full thổ cư, có nhà sẵn xây kiên cố và rộng rãi ngay vị trí trung tâm đường lộ giới 20 m, thì cũng rất là hợp lý đúng không bà con? Đấy, ở phía trước mặt bà con mình đây á, là dòng xây Bến Cầu nha. Đó, ngay vị trí này nếu mà bà con mình quẹo phải là bà con mình sẽ đi về cầu Bến Đình, đi ra đường quốc lộ 22B. Để cho bà con mình đi về thành phố Tây Ninh cũng được, thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Bà con mình đi thẳng là đường DT786 để dẫn cho bà con mình đi về thành phố Tây Ninh luôn nha bà con. Về
ngã tư Thanh Điền về xí nghiệp Thanh Điền. Còn bà con mình quẹo trái á, là chúng ta sẽ đi ra đường quốc lộ 1A để cho bà con mình có thể là đi ra ngay cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cũng như là về Gò Dầu, về thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ở đây là trung tâm hành chính của tỉnh này, huyện ủy Bến Cầu, rồi hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu rồi, là ngay vị trí này hết luôn rồi. Đó, bà con mình thấy cái bất động sản của mình nó thuận tiện không à. Đây, đường xá thì rộng rãi, chợ là sát bên. Bên tay trái của chúng ta sẽ là chợ Bến Cầu nha bà con, ngay vị trí này luôn. Đó, bên tay trái bà con mình đây. Còn văn phòng đăng ký bộ phận một cửa thì bà con mình có thể quẹo vào phải cái con đường bên tay phải này đâu. Đó. Với một cái vị trí đắc địa trung tâm như vậy, 6 tỷ rưỡi cho toàn bộ hết nhà và đất, sổ hồng sẵn, công chứng bất kỳ lúc nào cũng được. Bà con là quan tâm liên hệ 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Và đừng quên hãy đăng ký kênh của kênh Mua Bán Nhà Đất Tinh Ninh để không bỏ lỡ các sản phẩm của kênh Mua Bán Nhà Đất Tinh Ninh gửi đến bà con mình. Và khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh Mua Bán Nhà Đất Tinh Ninh. Thì em Hậu sẽ gửi đến bà con mình các sản phẩm đang được chào bán tại thị trường tỉnh Tây Ninh nha bà con. Thì cảm ơn bà con đã xem video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tinh Ninh, và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.